Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MA Channel và đây là Xiaomi Pad 6, một chiếc tablet đang được anh em quan tâm cực kỳ nhiều. Vì thứ nhất là gì ạ? Màn hình nó đẹp, tần số quét nó cao. Thứ hai ấy, là hiệu năng của nó cũng là thuộc dạng top rồi anh em ạ, khi mà được trang bị hẳn con chip Snapdragon 870. Ngoài ra thì pin này, loa này, tất cả mọi thứ ở trên em Xiaomi Pad này thì phải gọi là quá đỉnh. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn review về em Xiaomi Pad này và chia sẻ với các bạn những cái ưu và nhược điểm của em Mi Pad và liệu rằng bây giờ chúng ta nên mua em nó hay không, hay là đợi phiên bản quốc tế về nhá. Ok, không để các bạn đợi lâu nữa thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video này luôn. Và nếu như anh em đang quan tâm về những sản phẩm của nhà Xiaomi với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này nhé. Hiện tại thì ở Di Động Việt bán rất nhiều những dòng điện thoại của nhà Xiaomi như là Note 12 này, Note 12 Pro này, Xiaomi 13 series này, vân vân, tất cả đều có. Anh em tham khảo ngay bên dưới. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, với em Mi Pad 6 này thì đây là một cái phiên bản nâng cấp khá là nhiều của em Mi Pad 5 nha. Đầu tiên ấy, đó là nâng cấp về cái khoản thiết kế. Nếu như các bạn chỉ nhìn mặt trước và nếu các bạn chỉ nhìn sơ mặt qua mặt sau ấy, thì ok, có thể là thiết kế của nó, cái form nó giống nhau. Nhưng về chất liệu hoàn thiện và độ cao cấp ấy, thì em Mi Pad 6 này nó sẽ hơn em Mi Pad 5 một level. Vì ấy, con Mi Pad 5 thì khung viền của nó, mặt sau của nó được làm từ nhựa. Còn với Mi Pad 6 thì mặt sau của nó này, khung viền của nó này được làm từ chất liệu là nhôm nguyên khối, và các bạn sẽ có một tấm nhôm cực kỳ lớn và cực kỳ mát lạnh luôn. Và với em này thì cái hoàn thiện của nó mình thấy rất giống so với iPad Pro hoặc là iPad Air các bạn ạ. Nó mỏng này, nó vuông vuông và nhìn cực kỳ giống luôn. Và kể cả là cảm giác cầm nắm đi, khi mà cầm em này thì mình thấy rằng nó cũng rất giống so với em iPad Pro hoặc là em iPad Air đến từ nhà Apple. Bên cạnh đó thì cụm camera của nó là một điểm gì đấy nó cực kỳ giống so với con Xiaomi 13. Cụm camera vuông vuông, các bạn sẽ có camera chính 13 chấm và nó làm cách điệu để cho nó cảm giác to thôi. Chứ thực ra cái camera chính chỉ có một cảm biến duy nhất ở đây, và các bạn thấy rằng là bên dưới là một cái camera mô hình này, rồi đèn flash của nó sẽ là đèn flash kép này. Nhìn chung là thiết kế cụm camera đẹp và có đèn flash trên một em tab là ok rồi. Và bên dưới ở đây thì các bạn sẽ có một cái chấu để kết nối với những phụ kiện bên ngoài, thì có thể là Xiaomi Pad 6 sẽ có thêm bàn phím này, hoặc là chúng ta có thể kết nối được thêm những cái clip cover vân vân. Và với mặt lưng của em này thì gần như là trống trơn và thực sự là nó rất là clean, rất là đẹp. Loa ấy, thì các bạn sẽ có tận là 4 loa, 1, 2 và 3, 4. Và quan trọng nhất là con này là được trang bị công nghệ âm thanh là Dolby Vision Atmos. Ôi ngon luôn nha. Mình thấy có một điều mà nó làm cực kỳ giống so với lại iPad dòng Gen 10 hoặc là iPad Air luôn. Em này thì các bạn có thể nhận ra một điều là nó không có bất cứ một cái vị trí khe SIM nào ở đây hết. Tại vì cơ bản là con này nó sẽ là phiên bản gọi là Wi-Fi, không có 4G nha các bạn. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái vạch sóng nhỏ ở đây. Thì đây chắc là cái vạch sóng Wi-Fi để giúp cho khả năng bắt sóng Wi-Fi của em này tốt hơn. Tại vì cơ bản là ở cái phần khung nhôm này thì không có bất cứ một cái vị trí vạch anten nào rồi. Còn đến với lại cái khoản là màn hình mặt trước thì ấy, trước khi nói về phần màn hình, chúng ta hãy cùng nhau nói qua một chút về cái phần viền màn hình này. Thì Xiaomi có những đường diamond cut ở cái phần khung của nó này, và có những cái đường diamond cut ở cái phần nút bấm này. Nhìn nó rất là sang, nhìn nó rất là đẹp. Tuy nhiên, cái con này thì nó lại có một cái phần khung nhựa ở phía trên. Cái phần khung nhựa ở đây này, biết các bạn thấy không? Đó, thì đây này, các bạn thấy không? Là khung nhôm ở dưới này, bắt đầu tới một cái khung nhựa. Cái khung nhựa này, cái mục đích ấy, để gia cố cho phần màn hình chịu lực một cách tốt hơn. Và nó cũng giúp cho cái màn hình này trở nên bền hơn một chút. Nhưng nó làm cho chiếc máy trở nên kém sang hơn so với lại những dòng iPad. Tại vì những dòng iPad thì cái màn hình của nó và cái phần khung nhôm nó sẽ là một hệ thống nhất. Còn em này thì cái phần khung viền của nó và cái phần màn hình nó sẽ tách rời nhau ra như là em Mi Pad 5 vậy. Ok, còn về cái khoản là màn hình hiển thị mặt trước ấy, thì với em Mi Pad 6 này thì mình cứ đọc tên là Mi Pad 6 nha. Tại vì Xiaomi Pad 6 thì nghe nó cực kỳ kiểu gì ấy. Thì các bạn sẽ có màn hình là IPS LCD 11 inch. Độ phân giải của nó là 1.5K và em này có tần số quét 120Hz. Nói về cái màn hình này ấy, thì mình cũng chỉ nhận xét đơn giản như thế này. Đây là một cái màn hình rất đẹp ở trong tầm giá. Viền của nó thì mỏng đều ở tất cả các cạnh và khả năng hiển thị của em này không thua gì những dòng như là iPad Gen 10, iPad Air 5 vân vân đâu nha anh em. Và kể cả là về phần đặt cụm camera đi, thì đây là một em tab rất to, kích thước là 11 inch, nên cụm camera của nó không đặt ở phía trên đầu mà nó sẽ đặt ở cái phần chính giữa trung tâm cái phần thân của nó này, đó ở vị trí này. Thì như vậy thì khi mà chúng ta gọi video call hoặc là chúng ta sử dụng nó cho mục đích công việc và sử dụng nó với một cái clip cover hoặc một cái bàn phím, nó sẽ tiện hơn. Và cái phần camera selfie này thì các bạn sẽ có độ phân giải đó là
8 chấm. Nói chung là chất lượng cụm camera này thì mình cũng xin review luôn là nó không quá ấn tượng nha. Chất lượng của nó cũng chỉ ở cái mức là có thể chụp ảnh được thôi. Còn chụp nét thì chắc chắn là không nét, và camera selfie của nó thì chi tiết cũng không tốt. Nói chung là camera của mấy con Tab thì các bạn cũng đừng nên kỳ vọng quá nhiều. Gọi video call làm việc được và sử dụng được với camera này là ngon rồi. Quay trở lại với khoản chất lượng hiển thị ấy, thì như mình đã nói rồi là về khả năng hiển thị của nó thì gần như là không thua kém gì so với lại những dòng Tab đắt tiền hơn. Có chăng ấy, thì anh em đang đặt một dấu chấm hỏi là tại sao Xiaomi không dùng cái màn hình AMOLED mà lại dùng màn hình IPS LCD đúng không? Tuy nhiên ấy, màn hình IPS LCD ấy, thì nó vẫn có loại đít, loại đát. Tức là những cái con mà màn hình IPS LCD giá rẻ, khả năng hiển thị của nó khá là lõm. Màu sắc này, góc nhìn và tất cả mọi thứ khi mà anh em nhìn nó sẽ khác bọt ngay. Còn em này, đây là một cái màn hình IPS LCD cũng thuộc dạng phân khúc là gần xịn rồi. Tức là màu sắc của nó hiển thị rất là ok, độ sáng cao, và con này ấy, thì sử dụng nó cũng rất là mượt nữa tại vì tần số quét của nó ok. Và màu sắc của nó khi mà mình thử xem phim Netflix rồi mình cũng thử có xem video trên YouTube ấy, thì em này không có gặp bất cứ một vấn đề gì hết. Và tầm giá này Xiaomi đánh đổi cái màn hình IPS LCD để lấy tất cả những thứ còn lại thì mình thấy cũng hợp lý. Chứ tầm này mà anh em đòi lắm quá thì chắc phải lên khoảng tầm 15 triệu mất. Và đến với cái khoản phần mềm thì với chiếc Xiaomi Pad 6 này thì nó sẽ chạy một cái phiên bản là MIUI 14 for Pad, hoặc có thể gọi là MIUI Pad. Thì với cái phiên bản MIUI 14 này, nó là một cái phiên bản, nó giống như là có thể gọi là một cái phiên bản học hỏi của iPad. Các bạn có thể thấy rằng là iPad thì có iPadOS, iPhone thì có iOS đúng không? Thì với Xiaomi Pad 4, nó cũng có một cái phiên bản phần mềm gần như là tương tự. Tức nghĩa là đây là một cái phiên bản MIUI 4 Pad, nên là nó sẽ tối hóa cho cái việc sử dụng màn hình lớn một cách tốt hơn. Nhưng đôi lúc mình cảm giác rằng cái MIUI 4 Pad hoặc là cái MIUI này nó vẫn cứ bị ngu kiểu gì ấy. Tức là sao ạ? Khi mà các bạn kéo thanh thông báo trạng thái xuống này, các bạn thấy rằng là cái phần mà khóa xoay mình đã tắt rồi đúng không? Tức là các bạn có thể xoay dọc được, xoay ngang được. Nhưng khi mà chúng ta vào một số ứng dụng hệ thống ấy thì nó vẫn gặp tình trạng là ngu khi mà sử dụng. Đó là đang tự nhiên, đang ngon, ngang ngon lành như thế này. Đấy, bật vào hệ thống một cái, nó lại xoay dọc mất. Nhìn nói chung là cái phần tối hóa này rất là khó chịu. Và ngoài ra thì với con này, cái phần mềm của nó vẫn đang bị thiếu sót một vài thứ nha. Ví dụ như ở trong cái phần cài đặt, các bạn vào cái phần là hình nền và cá nhân, tức là cái phần này là cái phần theme đấy, thì bình thường là các bạn có thể vào đây và các bạn có thể tải phông để có thể là cài đặt được những cái phông ở bên ngoài vào. Nhưng mà các bạn xem giúp mình này, bấm vào cái dấu ba chấm này, không thể vào được và không thể đi tải phông được. Nhưng mà cơ bản thì mình thấy rằng cái phông này thì cũng ở cái mức là ổn áp rồi, không có vấn đề gì hết. Và cài tiếng Việt em này thì nó cũng giống như là những em Xiaomi sách tay khác thôi. Tức là các bạn sẽ dùng cái app là Set Edit, và sau đó các bạn sẽ dùng một cái file setting MIUI 14 cài vào là nó sẽ có tiếng Việt giống như mình đang sử dụng ở đây. Tuy nhiên nó sẽ bị lỗi tiếng Tàu. Nó sẽ bị lỗi tiếng Tàu nếu như các bạn thường xuyên sử dụng nó với những cái app bên Trung Quốc, đặc biệt là hiển thị tiếng Trung. Thì khi mà các bạn chuyển qua cái font tiếng Việt và chuyển qua cái này thì nó sẽ bị lỗi tiếng Trung. Chúng ta vào những cái app tiếng Trung nhé, thì nó sẽ cứ hiển thị cái ô vuông rất là khó chịu. Tại vì mình hay check hàng ở trên Taobao với cả là 1688, mà mình bật con này lên thì nó cảm giác nó bị sao ấy. Nên là nếu anh em muốn dùng cho nó một cách thoải mái nhất thì hãy vào lại cái phần cá nhân, hình nền, và chúng ta đổi lại cái font là Misan. Còn cái Roboto này thì nó sẽ bị lỗi tiếng Tàu nhé. Ok, mình sẽ chuyển qua là Misan. Và đến với một cái điều nữa là những thứ mà Xiaomi làm được ở trên con Pad này, thực ra thì mình cũng chưa có cái bộ bàn phím này và chưa có bút để test. Nhưng mà với những thứ như là về ứng dụng chia cửa sổ các thứ thì mình thấy rằng là Xiaomi cũng làm là tương đối tốt rồi. Các bạn có thể vào Facebook này, sau đó các bạn kéo lên một chút là các bạn ấn vào đây, các bạn ấn vào chia cửa sổ, thì các bạn có thể chia được một bên là Facebook và một bên còn lại chúng ta sẽ bật Messenger chẳng hạn. Đó thì nó sẽ chia cho cái cửa sổ này ra, một bên là các bạn có thể là lướt Facebook này, một bên các bạn có thể xem làm việc, check lịch các thứ. Như vậy là rất là tiện luôn. Còn nữa là các bạn có thể tinh chỉnh được độ dày, độ ngắn, và cũng như là chúng ta có thể hiển thị nó dạng pop-up như thế này, là các bạn có thể cho nó nhỏ lại và chúng ta vuốt từ bên cạnh cạnh viền qua. Đấy chưa? Đó, cái thằng quần vinh gấu này là mấy hôm nay nó cứ xuất hiện suốt này. Mình sẽ vuốt qua để tắt. Đấy, khi nào cần coi, các bạn sẽ vuốt lại. Đó. Và cái này ấy, nó cũng sẽ lưu ở cái dạng đa nhiệm luôn. Tức nghĩa là nó sẽ có một cái phần đa nhiệm ở đây, các bạn chỉ cần bấm vào thì nó sẽ mở đúng hai cái app đấy, nhưng mà nó vẫn có một cái độ delay tại vì nó sẽ mở nhiều app và nó cần dùng nhiều tài nguyên máy nhá. Còn đến với một điểm nữa, đó là với cái ứng dụng Facebook chính ấy, thì mình cảm giác rằng nó vẫn chưa tối hóa lắm cho cái con này. Khi mà các bạn thấy này, là nó không tối hóa cho cái giao diện dùng ngang ấy, nó cứ biểu kiểu giống điện thoại phóng to ra. Đó là về phần mềm. Còn về phần cứng ấy, thì em này được trang bị một cấu hình rất tốt.
các bạn có hẳn con chip Snapdragon 870 và phiên bản RAM thấp của nó là RAM 6128. Phiên bản khác như là 8128 này hoặc 8256 đều có cho anh em. Nói chung là với phiên bản cấu hình này, RAM ROM như thế này và đặc biệt là con 870 trên một con pad thì nó bung hiệu năng rất tốt. Khi em này có thể đạt được số điểm hiệu năng là 719.000 điểm. Nó cao hơn so với cái việc là chúng ta sử dụng trên điện thoại một chút. Đó, và cái tản nhiệt của nó cũng tốt hơn. Nên là anh em cần một chiếc máy cấu hình mạnh để mà có thể chơi được những con game như là Liên Quân, Tốc Chiến, PUBG Mobile, Call of Duty và thậm chí là kể cả Genshin Impact, thì đây cũng là một con máy có được khả năng chiến game rất là tuyệt vời. Và cụ thể về khả năng chiến game thì mình cũng sẽ review cho anh em sau, nhưng mà nói chung là ngon đấy, tại vì cơ bản là em này chơi game mát. Còn về pin ấy, thì em này sẽ có viên pin là 8840 mAh, và với viên pin này thì mình nghĩ rằng không phải là nó là một cái viên pin khá là ổn trên một em tab Android, và đặc biệt nó không sử dụng đến vấn đề là 4G sim sóng nên là nó tiết kiệm được rất nhiều pin. Thời gian sử dụng pin liên tục của em nó khoảng tầm 9 tiếng, trên dưới 9 tiếng tùy vào điều kiện các bạn sử dụng có chơi game hay không hoặc là có sử dụng nhiều hay không. Thì nếu như anh em sử dụng nó với tác vụ nhiều và đa tác vụ thì khoảng tầm là 6-7 tiếng là thoải mái. Còn nếu như chỉ phục vụ cho những nhu cầu như là lướt web, Facebook, Zalo, TikTok, YouTube vân vân và xem phim ấy thì có thể dùng được khoảng tầm trên dưới 9 tiếng nhé. Và em này sẽ có sạc nhanh. Một cái điểm trừ là nếu như con này mà được trang bị sạc nhanh 67W thì sẽ rất là tuyệt vời, nhưng nó chỉ có sạc nhanh 33W, tương tự so với Mi Pad 5, nên là mình thấy rằng là như vậy thì cũng khá là ổn rồi, tại vì mấy em tab thì nó không thực sự quá mạnh về cái khoản sạc. Còn về cái phần loa ấy, thì trải nghiệm của mình với phần loa ở trên em Mi Pad 6 này thì cái mồm của nó rất là to. Anh em cần một con loa mà phải gọi là âm lượng lớn để mà nghe nhạc, để mà giải trí, mà xem phim ấy, thì cặp loa này nó cũng làm cho anh em hài lòng. Có một điểm mà mình chưa thích lắm là với Mi Pad 6 và Mi Pad 5 hoặc là những dòng tab của nhà Xiaomi ấy, thì nó không có bất cứ một công nghệ mở khóa như là vân tay dưới màn, vân tay cạnh viền hoặc là một công nghệ mở khóa sinh trắc học nào, mà chúng ta chỉ có duy nhất một cái công nghệ mở khóa là dùng cơm, và thứ hai nữa là một công nghệ mở khóa nó bớt an toàn hơn, đó là dùng mở khóa gương mặt. Thì mình thấy rằng là cái này nó sẽ hơi bất tiện một chút trong quá trình mà chúng ta sử dụng nha. Như là trên iPad thì bèo lắm cũng có cảm biến vân tay, nhưng ở trên em này thì nó không có. Và mình nghĩ rằng cái việc mà làm một cảm biến vân tay ở trên một con tab ấy nó vô cùng đơn giản, chẳng qua là Xiaomi có muốn hay là không thôi. Ok, các bạn nghĩ sao về em Mi Pad 6 và với tầm giá khoảng tầm trên dưới 7 triệu? Mình nghĩ rằng đây là một em tab ngon rồi. Còn về phần mềm cần thời gian để Xiaomi tối ưu. Ok, nhớ để lại một like và subscribe nếu cảm thấy video này mang lại nhiều thông tin cho các bạn nhé. Tham khảo mức giá tốt nhất của những dòng điện thoại của nhà Xiaomi tại Di Động Việt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye!